ra nhiệm vụ mà trọng tâm có 3 mục tiêu phải thực hiện bằng được. 1. Là phá ấp chiến lược, phá thế kìm kẹp của địch, giành lại và làm chủ nông thôn đồng bằng, chống càn quét, đánh bại âm mưu bình định trọng điểm của địch, xây dựng vùng giải phóng vững mạnh. 2. Là tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, làm tan rã từng bộ phận quân địch, nhất là quân địa phương. 3. Là củng cố, xây dựng, phát triển mạnh mẽ lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, tăng cường thực lực kinh tế. Sau một thời gian thực hiện 3 nhiệm vụ này, chính quyền cách mạng được thành lập ở 115 xã trên tổng số 138 xã trong tỉnh. 380.000 dân vùng giải phóng và vùng tranh chấp thuộc về cách mạng. Từng đoạn giao thông trên đường số 1, đường 105, đường 16, đường Tam Kỳ, Tiên Phước đều bị ta cắt đứt. Các quận lỵ bị cô lập, quận lỵ Thăng Bình chỉ còn thôn Hà Lam và một phần thôn Thanh Ly. Lúc này, việc giải phóng những xã ngay sát đường số 1 từ cầu Ông Bộ trở vào An Tân là nhiệm vụ trước mắt của tỉnh ủy và ban cán sự tỉnh đội. Trong tình thế lúc đó, với lực lượng quần chúng và vũ trang hiện có, chúng ta hoàn toàn có thể giải phóng từng vùng rộng lớn, nông thôn ngay sát các thành phố, thị xã, quận lỵ, kể cả vùng nông thôn sát ngay hai bên đường số 1, làm chủ ban ngày từng đoạn quốc lộ. Đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản không gì cứu vãn nổi. Trước nguy cơ đó, Mỹ bắt buộc phải tính đến nước cờ liều lĩnh, đẩy cuộc chiến tranh đặc biệt sang cuộc chiến tranh cục bộ trên toàn miền Nam. Sĩ quan binh lính Mỹ trực tiếp tham chiến cùng với những phương tiện chiến tranh hiện đại. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, đại đội đầu tiên của tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn 1 lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng. Tiếp đó, ngày 7 tháng 5 năm 1965, sư đoàn lính thủy đánh bộ số 3 của Mỹ đổ bộ lên địa phận xã Kỳ Liên, nằm sát cảng Kỳ Hà. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã đưa vào đây 5 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn pháo 105 ly, 1 đại đội pháo 155 ly, 2 đại đội xe bọc thép M113 và M118, 1 đại đội pháo tự hành, 5 phi đoàn máy bay lên thẳng, 1 phi đoàn máy bay phản lực tiêm kích. Chúng tiến hành khủng bố đuổi dân hai xã Kỳ Liên, Kỳ Hà, nay là hai xã Tam Quang và Tam Nghĩa, núi Thành, đi nơi khác, lấy đất xây dựng căn cứ Chu Lai, đồng thời triển khai lực lượng chiến đấu, mở nhiều cuộc càn quét nhằm tạo vành đai bảo vệ căn cứ này. Một tình thế mới của cuộc chiến đấu đã đến, tỉnh ủy và ban cán sự tỉnh đội đặt ra câu hỏi, sẽ hành động sao đây? Giữa lúc đó, chúng tôi nhận được chỉ thị của khu ủy và quân khu là chuyển hướng từ cánh quân Việt Nam Cộng Hòa sang đối tượng mới là đánh Mỹ. Lúc này, chung quanh các căn cứ của Mỹ ở Đà Nẵng và Chu Lai đang dần dần hình thành các vành đai Việt-Mỹ. Các lực lượng du kích của ta trong quá trình đụng độ với quân Mỹ đã đánh những trận nhỏ, tiêu diệt quân Mỹ nóng ra khỏi căn cứ. Khi nhận được chỉ thị của khu ủy và quân khu, Thường vụ tỉnh ủy Quảng Đà và Quảng Nam đã đưa ra quyết tâm, chưa giải phóng miền Nam ta còn phải chiến đấu, chiến tranh kiểu gì cũng đánh, đối tượng nào cũng đánh, đông bao nhiêu, lâu dài bao nhiêu cũng đánh. Chúng ta có nhiệm vụ đánh Mỹ xâm lược đến cùng bằng hai chân ba mũi giáp công để đóng góp kinh nghiệm cho toàn miền đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Bắt đầu từ đó, các lực lượng du kích tại chỗ của ta đánh thắng nhiều trận nhỏ, tiêu diệt một số lính Mỹ nóng ra khỏi căn cứ. Riêng ở vành đai Chu Lai, ngay trong trận đầu, anh em đã loại khỏi vòng chiến một tiểu đội Mỹ, thu được hai cầu AR-15 và một số quân trang quân dụng. Trận đánh này có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi hồi đó. Trong lúc bọn xâm lược trang bị tận răng, những súng, đạn, xe tăng, máy bay hiện đại, thì những chiến sĩ du kích nhỏ bé của ta với súng trường và lựu đạn đã hạ được những tên Mỹ to lớn. Nhiều dũng sĩ diệt Mỹ đã xuất hiện ngoài huyện Nam Tam Kỳ. Du kích các huyện Bắc Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước đều cử đội du kích của mình đến Chu Lai, đưa lực lượng ở vành đai diệt Mỹ này lên đến 400 tay súng. Hồi đó, từ hậu phương miền Bắc đã chi viện kịp thời loại súng trường nòng dài có kính ngắm của nước bạn Hungary. Từ công sự ngoài hàng rào, các tay súng thiện xạ của ta bắn tỉa bất cứ tên lính Mỹ nào di động trong căn cứ của chúng, đảm bảo độ chính xác rất cao. Sự hoảng loạn tinh thần trong lính Mỹ đã bắt đầu xuất hiện. Ngày 11 tháng 4 năm 1965, du kích Hòa Phát đã làm nổ tung kho đạn của Mỹ ở sân bay Đà Nẵng, làm cho bọn lính thủy đánh bộ thất điên bát đảo, xe cộ của chúng chạy toán loạn. Ngày 14 tháng 4, du kích Hòa Quý, Hòa Vang loại khỏi vòng chiến 10 tên Mỹ. Ngày 18 tháng 4, du kích Hòa Minh loại 12 tên, du kích Điện Hòa đánh Mỹ tại Hòa Châu lấy được súng Mỹ. Ngày 17 tháng 5, bọn Mỹ ở Chu Lai nóng ra phía Tây, dùng lực lượng pháo binh cơ giới để yểm trợ cho một đại đội Mỹ lên chốt núi Thành. Du kích Mỹ nó to xác vậy, không biết đánh giáp lá cà, mình có vật nổi nó không? Hỏa lực của nó mạnh như vậy, nếu tiếp cận mà bị lộ, sẽ xử lý tình huống như thế nào để tránh thương vong vì pháo của nó?
Tất cả những băn khoăn đó đều được chúng tôi ngồi họp bàn và thông suốt cách đánh với anh em. Núi Thành là một ngọn đồi dài 1.450m, rộng 900m, độ cao ở mỏm cao nhất là 50m. Vì nằm ngay cạnh đường số 1 và đường sắt Bắc Nam cho nên việc đi đến núi Thành đều thuận lợi. Chỉ có hướng Tây vì tiếp giáp với dải đồi thấp của Trường Sơn cho nên việc đi lại có phức tạp hiểm trở hơn. Nếu ta chiếm được núi Thành sẽ khống chế được cả một vùng rộng lớn từ Dốc Sói, ranh giới tiếp giáp tỉnh Quảng Ngãi ra đến ga An Tân, uy hiếp trực tiếp căn cứ Chu Lai. Suốt đêm 25 tháng 5, quân của ta vây quanh tấm bản đồ chiến sự, hồi hộp theo dõi các cánh quân tiếp cận các mục tiêu. Đến 20 giờ, đại đội 2 báo cáo về các mũi đã đưa lực lượng áp sát vào trong hàng rào địch. Mũi xa nhất cách hầm cố thủ của Mỹ 3m, còn mũi gần nhất chỉ cách có 1m. Nhưng đến 0 giờ ngày 26 tháng 5, không nghe tiếng súng nổ, tất cả chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Từng giây một trôi qua một cách nặng nề, các sĩ quan chiến sĩ thông tin được lệnh bằng mọi cách phải liên lạc cho được với các đơn vị, nhất là đơn vị đánh cầu An Tân, rồi hỏi cho ra lý do vì sao không nổ súng đúng giờ gờ. Rồi, chỉ nửa giờ sau đó, tiếng súng nhỏ và tiếng thủ pháo nổ gian trên đỉnh núi Thành. Không ai bảo ai, chúng tôi đều đứng dậy, hướng về phía những chớp lửa xé đêm tối, vụt lên cùng với những chớp giật liên hồi, không phân biệt được tiếng súng nổ là của ta hay của bọn Mỹ. Sau này, khi nhận được báo cáo đầy đủ, trận đánh diễn ra như sau. Đúng 0 giờ ngày 26 tháng 5, sau khi chờ 30 phút, không nghe tiếng súng phát lệnh ở cầu An Tân, bởi lúc đó địch đã đánh hơi ở khu vực cầu An Tân, sợ ta có chủ trương đánh cầu, cho nên bọn chúng tập trung canh phòng cao độ. Chúng liên tục bắn pháo sáng và dùng nhiều lựu đạn thả xuống chân cầu, cho nên lực lượng công binh chưa có cách gì tiếp cận được. Không thể kiên trì thêm được, một quyết đoán khá thông minh và táo bạo, đại đội trưởng Võ Thành Năm lệnh cho Trần Ngọc Ảnh, mũi trưởng ở hướng chủ yếu, đánh quả thủ pháo đầu tiên vào công sự Mỹ. Ngay sau đó, tất cả các mũi nổ súng đánh phủ đầu quân Mỹ. Tiếng súng trên núi Thành đã thành tiếng súng phát lệnh chung cho các mục tiêu khác như cầu Ông Bộ, cầu An Tân, thị xã Tam Kỳ cùng đồng loạt nổ súng. Từng tổ ba người phát triển theo hình chữ A, dùng tiểu liên, thủ pháo lựu đạn lần lượt đánh chiếm từng hầm một từ ngoài vào trong. Sau 8 phút, bộ đội ta đã tiêu diệt và chiếm tuyến công sự vòng ngoài. Đại đội trưởng Năm nhanh chóng bám sát đơn vị, vận động lên được nửa đường. Năm gặp một tên Mỹ tay không súng, đầu không mũ, từ trên cao lao xuống tháo chạy. Anh vừa đưa khẩu súng ngắn lên thì tên Mỹ vồ ngay lấy anh. Phát đạn nổ vụt lên trời, Năm ôm lấy tên Mỹ quật lộn về phía sau. Lúc đó mũi trưởng Ảnh vừa lao tới, sẵn quả lựu đạn chảy trong tay, quật thẳng vào mặt tên Mỹ. Năm bắn bồi thêm một phát đạn, kết liễu tên Mỹ, rồi anh cùng anh em tiếp tục xông lên. Ở mũi thứ yếu hướng Tây đổi 50 có độ dốc cao hơn cho nên bị địch dùng hỏa lực để ngăn chặn. Anh em vẫn kiên quyết dùng lựu đạn, thủ pháo, lưỡi lê, đánh giáp lá cà. Nhưng hỏa lực địch vẫn bắn mạnh làm mũi này chưa phát triển được. Đại đội trưởng Năm, mũi trưởng Ảnh chỉ huy mũi chủ yếu phát triển nhanh sang chi viện cho mũi thứ yếu. Sau 20 phút chiến đấu, quân ta ở hai mũi đã gặp nhau. Bộ đội lần lượt đánh chiếm các hầm và hoàn toàn làm chủ đồi 50. Lúc đó ở mỏm đồi 49, anh em đã đánh chiếm được tầng công sự thứ hai ở vòng ngoài thì gặp một khẩu đại liên địch bắn tạt ngang đội hình. Ba đồng chí làm nhiệm vụ đột kích bị thương, đồng chí mũi trưởng đã kịp thời điều tổ dự bị lên cùng anh em còn lại, mở thêm một hướng đột kích khác từ đông bắc, đánh thọc thẳng vào trong, cắt đội hình địch, diệt khẩu đại liên, rồi nhân điều kiện thuận lợi được tạo ra, anh em phát triển đánh chiếm tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ trận địa. Trong lúc đó, trận địa hỏa lực của tiểu đoàn 70 bắn khống chế không cho quân Mỹ còn sống sót chạy về Chu Lai. Sau 30 phút chiến đấu, quân ta đã diệt gọn một đại đội Mỹ đóng trên núi Thành, làm chủ toàn trận địa. Lá cờ quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược đã tung bay trên đỉnh đồi 50 của cứ điểm núi Thành. Chiến thắng trận núi Thành là một tất yếu trong cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta với bọn xâm lược. Nó được hun đúc từ lòng yêu nước, ý chí quả cảm và sự sáng tạo vô bờ bến của toàn đảng, toàn dân ta. Mặc dù ở trận núi Thành ta chỉ tiêu diệt một đại đội Mỹ, nhưng là trận đánh Mỹ đầu tiên cho nên có ý nghĩa rất lớn. Điều đó cho thấy rằng dù bọn xâm lược từ đâu đến, dù tiềm lực mạnh đến mức nào, hoặc dù chúng chiếm cứ điểm ở địa danh này hay địa danh khác trên mảnh đất Việt Nam anh hùng, thì chúng cũng sẽ thất bại.